Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Mình là Juicy, rất vui khi được gặp anh em trong clip ngày hôm nay. Và mình xin được chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ mọi người ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến anh em một cái siêu phẩm của siêu phẩm luôn. Là bởi vì sao? Bởi vì đây là trận cuối cao thủ mà mình win thật là nhanh luôn. Đó, cho nên nếu mà anh em muốn biết cách làm sao để win thật là nhanh á, thì anh em hãy xem hết clip này nha. Và đừng quên nhấn like để mình có một cái động lực rất là to lớn để mình làm video cho các bạn xem nha. Rừng tiệm bạn là hàng tu len, cho nên đầu game tôi đón 80% là nó sẽ ăn bùa xanh trước. Bởi vì nó là một cái con tướng, nó cần mana đó anh em. Đó, thì như tôi Nagaroth tôi cũng cần bùa xanh trước, nhưng mà không, tôi cần bùa đỏ tiêm nó à. Nhưng mà có một điều anh em phải cần lưu ý là như thế này nè. Khi mà team địch đó không có ai canh bùa thì cái việc quan trọng mà anh em phải làm đó chính là giữ cái trừng trị để cho những cái trường hợp bất chấp anh em cần dùng tới nó đó. Đó thì anh em sẽ dùng để đảm bảo 100% là anh em ăn được cái con quái. Một mạng nè. Ok, quá thơm anh em à. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ về ăn cái phần rừng team mình. Cướp rừng thì cướp rừng chứ mình cũng phải là ăn cái phần rừng team mình để đỡ lãng phí cái tài nguyên của mình đó anh em. Rồi đi cướp rồi đánh nhau có một chút xíu thôi mà nó gần hết mana rồi kìa anh em. Cái con Nagaroth này nó cần mana ghê luôn ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề là làm sao để win nhanh anh em. Thì cái việc mà win nhanh á nó rất là quan trọng ở cái chỗ là anh em phải biết ép rừng team nó để cho rừng team nó phế anh em à. Thì bây giờ mình đang có cái con bùa đỏ thì mình sẽ nhường cho cái thằng NB team mình nha. Thì để làm cho rừng team nó phế như thế nào á là anh em phải biết là cướp rừng nó để cho kiểu như là mình tạo cái áp lực cho rừng nó đó anh em. Rồi chặn cái góc farm nó lại, kiểu là mình farm hết tài nguyên luôn. Nói chung là mình farm là mình không có chừa gì luôn. Đó, đó mới gọi là ép lane anh mà. À, mình thấy cái bóng dáng của tụi lane này là biết ngay mà. Thôi thì mày để cho đồng đội mình giết đi. Mình không có, mình kiểu là mình phải giữ máu của mình cao cao á, để cho một chút á mình có đủ máu để mà mình có thể mà qua bên bển mình cướp rừng được anh em mà. Đó, đó là một cái kinh nghiệm. Bây giờ thì rừng lộn xin lỗi anh em, cái bùa xanh team nó đã ra rồi. Cho nên mình sẽ lẫm luôn, nhưng mà mình không có thời gian để ăn cái con quái nhỏ đâu. Mình ăn thẳng luôn là cái con bùa lực sĩ nè, cái con bùa xanh á. Tại vì sao anh em, cái pha đó là mình đã gần hết máu rồi, mình không thể nào mà mình có thể mà gọi là liều mạng ở lại được này mà. Bây giờ mình sẽ qua mình lẫm luôn con bùa đỏ team nó nha. Quay ra vô phủ tao mày. Rồi, mày chó nó nha. Ok. Đấy, thấy chưa anh em, mình gây cái áp lực cho nó, thấy không? Cái pha gì là nó biết thế nào nó cũng chết à. Nhưng mà nó rất là áp lực này mà. Khi mà anh em cướp rừng như vậy thì thật sự là một cái kiểu là một cái nỗi ám ảnh tinh thần đó anh em à. Mình này là mình kiểu mình nói khoa trương quá, nhưng mà thật sự là đó là sự thật. Khi mà anh em cướp rừng người ta thì cái tâm lý của anh em nó sẽ khác liền, chứ không phải là đơn giản mà gọi là đủ cái bản lĩnh để mà có thể chiến đấu như bình thường được anh em à. Cái đó nói sao đi sư phụ ơi, ra chơi với con nè. Đấy, sư phụ đừng tưởng sư phụ trâu. Thôi sư phụ về sư phụ tụng kinh đi đầu xanh. Sư phụ tụng kinh không lo tụng kinh đi lo đánh nhau này mà. Khổ. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn cái bùa xanh team mình và mình sẽ di chuyển qua ăn cái con bùa đỏ team mình. Cái lý do mà tại sao mà anh em phải quần nguyên một cái bộ bùa của anh em. Cái bộ bùa xanh bùa đỏ là tại vì anh em phải hồi một cái lượng máu kha khá. Đó cho nên là đó là một cái lý do rất là lớn để tôi khuyên anh em nên dùng ngọc hút máu thật là nhiều, dùng 18% hút máu, lộn xin lỗi anh em, dùng 16% hút máu á. Bởi vì khi mà anh em đi cướp bùa người ta hoặc là đi ganh người ta thì anh em phải có một lượng máu để có thể mà đi ganh, cho nên đó là một cái lý do rất là lớn để tôi khuyên anh em nên dùng ngọc 16% hút máu. Đó. Thì có nhiều anh em dùng có như là có 6% mà, 8% mà. Nhưng mà thật sự là con Nagaroth này nó cần hút máu đồ ghê nó nè, cho nên mình khuyên thật lòng anh em là nên lên 18% hoài, 16% hút máu. Rồi thì bùa đỏ team bạn đã ra rồi, cho nên mình sẽ rón rén từng bước chân một, mình qua mình lẫm cái con bùa đỏ team nó em ơi. À, ba gấu ngon nè, gấu hả con, đậu xanh mình láo. Ôi trời ơi, trời nó ăn rồi em ơi. Nhưng mà không sao, tôi có bùa đỏ làm chậm nó chạy được mà chạy vô nồi đã. Nói chung thì pha này không lời cũng không lỗ anh em ơi. Ui dồi ôi, thầy ơi, đậu xanh á. Hên quá anh em ơi, pha đó là tôi liều anh em à. Tại vì tôi không biết là pha đó tôi chết hay không. Nhưng mà thử một phen coi, lỡ
thí dụ mà sống á thì đỡ mất băng xương, còn chết thì thôi chết thôi, thế có gì đâu, cũng không mất băng xương. Thì anh em để ý đi, từ đầu trận tới giờ cái thằng Tulen nó ăn được mỗi con bùa xanh thôi đó, nó không ăn được con bùa nào hết. Đây mà thì nói chung là hồi nãy nó có cái pha mà tôi nói là không lời cũng không lỗ á, là nó ăn được cái con bùa đỏ nhưng mà ăn được 2-3 giây chết nữa. Nói ra cũng tội mà thôi cũng kệ anh em ơi. Thì đã sau 5 phút rồi, cái việc đẩy trụ của mình đã tăng lên. À, hồi nãy mình chưa nói với anh em là tại sao cái pha đó mình lại không lời cũng không lỗ. Không lời á là ở cái chỗ là mình cho nó ăn, ví dụ mình ăn được con bùa đó đi, cái hồi nãy cái con bùa mà hồi nãy nó ăn, cái con bùa đỏ hồi nãy nó ăn á, thì nó sẽ lên được một miếng level đó. Thì nhưng mà không lỗ ở cái chỗ là tôi là đã ăn được mạng nó rồi, cho nên tôi vẫn bảo toàn được cái gọi là nó không ăn được bùa đó. Thì nói chung là không lời cũng không lỗ là vậy đó. Thì bây giờ việc của mình là một người đi rừng cho nên mình sẽ đẩy lính cao lên để team có một cái lợi thế ép trụ đây mà. Thì rất là nhiều video tôi đã nói rồi, nói chung là clip nào tôi cũng đã nói trơn á, là cái việc mà anh em đẩy lính cao lên á thì sẽ giúp đồng đội ép trụ rất là ghê đó, kiểu gì á. Vậy là bây giờ mình đã kiểm soát 100% tài nguyên của thằng Tulen em ơi. Thì nói chung thì cái việc mà anh em cướp rừng ép lên vậy thì sẽ tạo cho một cái, nói chung là một cái tinh thần không được vững cho cái thằng Tulen, để anh em có thể dễ dàng mà có thể ăn hiếp nó đây nè. Mà bây giờ mình đã kiểm soát 100% cái lượng tài nguyên của rừng team bạn rồi, thì cái việc ép lên team bạn thì thật sự là không có cái gì gọi là khó khăn đối với mình bây giờ cả đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái trụ này luôn, mà không được anh em ơi, cái thằng sư phụ nó ra nó kiếm mối với mình nữa rồi. Không sao, mình đợi thằng sư phụ đi chỗ khác rồi mình quay lại mình ăn sao cũng được đó. Đấy, đơn giản như đàn giỡn. Rồi bây giờ mình sẽ về mình ăn cái con blue mình, và mình sẽ ăn luôn con xa thật là sớm để có thể mà gọi là một cái gì đó là ép lên team địch một cách triệt để luôn em ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ rủ team mình vô ăn xa thôi. Đấy, ăn xa thì anh em cũng biết rồi, nói chung là clip nào tôi cũng nói con xa này là rất là quan trọng để kết thúc một game đấu đó. Ăn thôi, ngon lành. Rồi bây giờ mình sẽ, nói chung là cái việc thứ, nói chung là sau khi mà anh em ăn xa thì tụi bắt tu lên hả mày. Thôi hên quá, hồi nãy tôi còn chữa quả cầu bằng xương, nếu không thì chết rồi em ơi. Rồi thì chắc bây giờ mình sẽ thả rồng luôn đó, để cường quá lính lên đấy, ép lên cho nó dễ. Rồi di chuyển lên phụ đồng đội thôi, đơn giản như đang sợ. Rồi lấy luôn con này nè. Ôi mít kìa, mít có lính. Thôi mộng được anh em ơi, team địch nó dọn lính hết rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái trụ này. Mẹ, mình ít máu quá nè em ơi, mình không dám vô mình chơi kìa. Rồi, ê, lấy trụ này á, ô, rỉa thôi. Cái thằng sư phụ nó sung quá anh em mà khổ. Đầu game tới cuối game nó tưởng nó là trùm anh em mà khổ thiệt chứ. Rồi, chắc mình sẽ lấy luôn cái trụ bậc thềm ở cái đường xây xa thêm nó. Nó, ngon lành. Rồi bây giờ mình nói chung là team bạn là không còn gì để mất anh em ơi. Ủa lính nè, có lính. Ồ tôi ra anh em ơi. Bây giờ đợi cái lính mid nó lên nó mới chơi được anh em ơi. Rồi rỉa. Ồ thôi không được. Kè lính mid lên đây kìa. Bây giờ team bạn còn gì mà để mất nữa. Thôi thua đi, ok. Thì nói chung clip mình đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy video này hay, hãy cho mình xin một like, một share, một subscribe để kênh mình ngày càng phát triển, cũng như là một cái động lực rất là to lớn đối với mình, để mình có thể làm những video clip chất lượng hơn, bổ ích hơn. Còn bây giờ thì bye bye anh em, và hẹn anh em ở clip ngày mai nha.